chào các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đến với kênh Nông Dân TV của mình. Hôm nay mình muốn giới thiệu cái cảnh in áo đó mọi người. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cái cách in áo như thế nào. Sẵn đây mình cũng in hai cái áo cho cái kênh của mình luôn. Cái kênh mình là Nông Dân TV. Hôm nay mình sẽ in hai cái áo và quay cho mọi người xem luôn. Giờ mọi người chú ý theo dõi nha mọi người. Bây giờ bắt đầu mình lựa cái chữ YouTube nữa, mình in trước cái bụng áo của mình nha mọi người. Đây là anh thợ máy, anh đang lựa cái chữ nào cho nó đẹp. Đây là đang lựa nha mọi người. Đây máy móc đầy đủ. Đây thường gần Tết thì người ta in áo mai vàng với ông Phước Lộc Thọ rồi rất là nhiều. Đây công đoạn đầu tiên là mình lựa áo. Lựa áo xong mình mới qua mình chọn cái logo, cái hình gì đó mình muốn in. Giờ mình lựa cái logo trước. Nhân hai lấy hai cái. Ở phía sau này để chữ Nông Dân TV. Nông Dân em viết liền rồi chữ TV em viết xuống hàng ngay giữa. Có dấu không? Có dấu luôn. Thì mình đang in hai cái áo của mình để giới thiệu cho anh chị em. Đây là cái tên kênh của mình nha mọi người, Nông Dân TV. Đến liền à, cách phản gì đúng rồi, cách phản gì đúng rồi à, xuống hàng để TV ngay giữa là được. T và gà nó lại ngay giữa này. Đây là cái đang chỉnh cái tên kênh của mình. Để về cái vi lớn đó hả? À, nó đồng đồng với cho nó vậy cũng được. Này. Đó, bây giờ đang lựa cái mẫu chữ nha mọi người. Bây giờ bỏ qua phần này mình sẽ đi lựa cái màu áo. Đây thì có rất nhiều màu nha mọi người. Anh chị em thích màu nào cũng có hết. Xanh, đỏ, vàng, tím rồi luôn. Mình lựa được hai màu. Mình đang lựa một cái màu xanh này mọi người. Mình đang lấy một cái màu xanh này. Mình cũng thích màu xanh. Với chắc một cái này quá. Chắc một cái màu xanh này. Mình xin hai cái này. Lấy cho anh hai cái ít. Một cái ít ở số là ít L nha. Ngoài này có in nón nữa nha mọi người. Ở đây có hình nón kết luôn. Công ty gì đó. In tên công ty ở đây in, nhận in áo nhóm, áo lớp đầy đủ các loại kiểu luôn. In áo Tết, áo em bé gì đầy đủ hết cho mọi người. Như bữa nay thì mình chỉ quay về hai cái áo mà mình in thôi. Còn bữa nào mình sẽ review luôn cái tiệm, nguyên một cái cửa hàng cho mọi người xem. Thì nếu anh chị em mà muốn đúng rồi, cái XL với một cái màu xanh xanh chuối mình kia. Là mình thích màu nổi đó nha anh chị em, nên mình lấy cái màu cho nó sáng sủa một tí. Còn anh chị em muốn đặt áo thì cứ comment xuống cái phần video của mình sẽ để số điện thoại đó, anh chị em kết bạn Zalo hay là nhắn tin Zalo. Mình có cái Zalo đó anh chị em vô đó mà nhắn tin muốn đặt bao nhiêu cái thì để địa chỉ cho mình. Để mình lấy hai cái, hai màu cho mình thích màu nổi. Còn anh chị em muốn biết cái giá tiền thì vô đó comment bên Zalo mình sẽ nói luôn. Ở đây mình không tiện nói cái giá tiền nha anh chị em. Thì cái công đoạn in chữ là nó đã xong rồi. Đặc biệt ở đây là mình in trên máy là mình in chữ ngược nha anh chị em. Xuống dưới áo là mình in lại là nó xuôi.
chứ thật ra ở đây là nó xuôi, mình quay gì là thấy nó ngược, nhưng mà in xuống áo là thấy nó xuôi. Đây là cái phần phía sau lưng của cái áo của mình, hẹn chút xíu mình sẽ quay cái công đoạn in cho anh chị em xem. Rồi bây giờ mình sẽ ra máy trước cho anh chị em xem cái cách in của anh thợ để in như thế nào. Đây, cái máy là in với nhiệt độ là nhiệt độ bao nhiêu em? 210. Nhiệt độ 210 các anh chị em. In cái mặt trước. Rồi, đây là mặt trước áo của mình. Rồi, khoảng chừng 2 phút. Khoảng chừng 2 phút, 1 phút 2 phút gì đó. Nó sẽ đủ cái độ nóng rồi nó sẽ ra luôn. Đây có cái đồng hồ nhiệt độ nha. Chắc cũng không tới 2 phút rồi, khoảng 1 phút mấy chục giây vậy. 30 giây thôi. 30 giây. Đó, bây giờ ra cái thành phẩm nữa anh chị em thấy không? YouTube đó. Chút xíu mình sẽ lấy ra ngoài mình quay lại một lần nữa. Giờ đây là cái mặt trước. Rồi đây là mặt trước, giờ mình sẽ in thêm cái mặt sau. Giờ bắt đầu in cái mặt sau nha anh chị. Thì thường thường mình mặc cái áo này thì ở sau ta nhìn tới nó biết mình làm YouTube liền. Còn ở trước ta nhìn tới nó thấy cái logo của YouTube thì ta cũng biết luôn. Đây mình lựa hai cái áo. Cái màu xanh nước biển với cái màu xanh chuối. Đây rất là nhiều màu nha anh chị. Xanh, đỏ, trắng, vàng, đây có bán đủ loại luôn. Giờ xong cái phần chữ cái chứ anh chị thấy đẹp không, nông dân TV rõ ràng đó không, đây đó. Đẹp không. Rồi bây giờ mình sẽ in thêm một cái nữa, mình bữa nay mình in hai cái để giới thiệu cho anh chị em xem thôi. Cái này thì cũng in cái cách in cũng y gan như nãy, nhưng mà cái màu áo thì khác hơn thôi. Để em quay lại anh chị em thấy cái áo này đó. Đây là cái tên kênh của mình nha mọi người. Thì anh chị em muốn in thì cứ comment số điện thoại, hoặc trong cái phần giới thiệu kênh của mình có để số điện thoại đó. Anh chị em vô đó thì sẽ thấy số điện thoại, rồi kết bạn Zalo với mình thì mình sẽ giới thiệu rồi báo giá sau nha anh chị em. Giờ đây một cái thứ hai sắp xong luôn. Này, cũng cái chữ này cũng giống vậy luôn nhưng mà màu khác nha anh chị. Thì cũng in gan vậy luôn, giống như cái hồi nãy. In một cái thì cũng nhanh thôi, nhưng mà ở đây thì nó hơi nóng. Công việc này nó cũng nói chung là cũng tương đối vất vả, tại cái máy này nó nóng lắm mọi người, máy ép nhiệt mà. Đây có in nón, in đủ màu luôn, in lụa, in đầy đủ các loại, nói chung là in về in nón là in hết. Đây là xong cái thứ hai các mọi người. Bây giờ mình sẽ quay sơ lược cái hai cái áo của mình cho anh chị em xem. Đây một cái là mặt trước, một cái là mặt sau. Thì hôm nay thì mình chỉ in hai cái để giới thiệu cho anh chị em thôi. Anh chị em muốn đặt áo in thì cứ comment dưới cái phần mô tả video của mình, có để số điện thoại đó, anh chị em cứ nhắn tin qua Zalo mình sẽ nói giá luôn. Và ở đây cửa hàng này cũng có in nón nha mọi người. Đây, nón in rất là đẹp nha, cái màu đen in trắng vô nổi quá nè. Anh chị em in một cái này, bữa nào chắc in được một cái nữa, in cái in không em? Có luôn hả? In một cái in luôn nha mọi người, nhưng mà mình chắc bữa nào mình cũng in một cái để nông dân TV có cái logo YouTube ở đây cho anh em dễ biết rồi. Chắc bữa nào mình cũng làm cái, bữa nay thì mình chỉ giới thiệu về hai cái áo thôi, đây hai cái áo mình mới in. Chào anh chị em, nãy giờ thì mình đã giới thiệu cho anh chị em cái cách in áo, cũng như là giới thiệu về cái chỗ mà mình in áo. Anh chị em muốn đặt áo in giống như kiểu như mình thì đây, cái kiểu áo in giống như mình thì cứ comment dưới phần mô tả video, mình có để số điện thoại đó mọi người. Thì anh chị em gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, mình sẽ báo giá sau, và anh chị em gửi lại cái địa chỉ mình sẽ giao hàng qua đường bưu điện cho anh chị em luôn.
Cảm ơn anh chị em đã xem video và luôn đồng hành và ủng hộ kênh Nông Dân TV của mình nha mọi người. Chúc anh chị em một ngày cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào khán giả, cái đây là chủ cửa hàng nha mọi người.